Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Colombia đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh giải cứu 4 đứa trẻ mất tích trong rừng rậm nước này sau hơn 40 ngày sau vụ tai nạn máy bay chết người. Trong đó, thông tin từ gia đình cho biết sức khỏe của các em đều đang hồi phục tốt. Các video do đài truyền hình RTVC Noticias phát sóng cho thấy các thành viên của lực lượng cứu hộ bản địa đang ở cùng 4 chị em sau khi các em được tìm thấy vào chiều ngày 9 tháng 6. Cả 4 em nhỏ đều tiều tụy sau quãng thời gian dài sinh tồn giữa nơi hoang dã. Sau khi được tìm thấy, các em đã được quân đội Colombia chăm sóc và sau đó chuyển đến bệnh viện quân đội ở Bogota. Dự kiến các em sẽ nằm viện trong khoảng 2 đến 3 tuần. Bọn trẻ đang phục hồi tốt, cảm ơn bệnh viện. Tôi biết rằng một tháng nữa các con sẽ được về với tôi. Đó là giấc mơ của tôi và nó sẽ trở thành hiện thực. Hôm nay là ngày thứ hai, nhưng bọn trẻ đã thay đổi rất nhiều. Thằng bé đã bắt đầu ngồi vẽ, đó là cách nó giải tỏa căng thẳng. Chúng tôi hầu như không nói chuyện với các cháu vì chúng cần thời gian hồi phục. Một nhà tâm lý học sẽ hỗ trợ các cháu vượt qua cú sốc này. Thử thách của 4 đứa trẻ gồm chị cả 13 tuổi, một bé 9 tuổi, một bé 4 tuổi và một bé mới 12 tháng tuổi, bắt đầu khi chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 206 chở 7 người bị hỏng động cơ và gặp nạn vào ngày 1 tháng 5. 3 người lớn đã thiệt mạng, trong đó mẹ các em chỉ sống được 4 ngày sau vụ tai nạn, còn 4 em đã sống sót thần kỳ và sinh tồn hơn 5 tuần giữa rừng rậm đầy rắn, muỗi và động vật hoang dã. Sau vụ tai nạn máy bay, giới chức Colombia đã triển khai chiến dịch hy vọng để tìm kiếm cứu hộ. Quân đội huy động trực thăng, 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ đến khu vực rừng rậm tầm nhìn hạn chế, sương mù dày đặc. Hơn 80 tình nguyện viên từ những bộ tộc bản địa cũng tham gia. Đây là điều đặc biệt bởi tại nhiều vùng lãnh thổ của người bản địa Colombia, mối quan hệ giữa các cộng đồng bản địa và quân đội rất căng thẳng. Sau hơn 40 ngày trong rừng rậm, lực lượng cứu hộ Colombia ngày 9 tháng 6 thông báo tìm thấy nhóm trẻ. Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi sự việc là bài học sống sót thần kỳ và tin rằng câu chuyện sẽ đi vào lịch sử. Ông cũng nhấn mạnh thành công của chiến dịch là nhờ kết hợp giữa hiểu biết của cộng đồng bản địa và quân đội. Thưa quý vị, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 11 tháng 6 đề ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nhưng cảnh báo rằng Mỹ và phương Tây không được gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran. Cảnh báo được ông Khamenei đưa ra trong chuyến thăm cuộc triển lãm các dự án hạt nhân của Iran. Ông cũng khẳng định Iran không hướng đến vũ khí hạt nhân. Dù vậy, phương Tây không thể ngăn cản những tiến bộ về hạt nhân của Tehran. Không có vấn đề gì với một thỏa thuận hạt nhân, nhưng không được ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran. Trước thông tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đưa ra hồi tuần trước rằng Iran mới chỉ hợp tác một phần nhỏ trong các yêu cầu thanh sát hạt nhân theo thỏa thuận giữa IAEA và Tehran ký hồi đầu năm 2023, ông Khamenei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Trước đó, hôm 10 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. Trong đó, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Tehran và đề nghị nước này thực hiện các biện pháp giảm leo thang một cách rõ ràng và có thể kiểm chứng được. Theo IAEA, Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani được làm giàu những tháng gần đây, trong khi đó Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình. Thưa quý vị, tối ngày 11 tháng 6, Nga và Ukraine đã cùng thông báo về việc trao trả gần 100 tù binh từ mỗi bên. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, 94 tù binh Nga do Ukraine bắt giữ đã được thả tự do sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay 95 tù binh Ukraine đã trở về, trong đó có một số người bị thương. Những tù binh này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng từng hoạt động gần thành phố Mariupol, thành phố bị lực lượng Nga vây hãm nhiều tuần hồi năm ngoái. Và tháng 2 vừa qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh với tổng số hai bên cũng gần là 200 người. Và tháng 5, Moscow trao trả 45 tù binh Ukraine, chủ yếu là thành viên của tiểu đoàn Azov, trong khi Kiev cũng trả tự do 3 phi công Nga. Thưa quý vị, lãnh đạo Wagner, tập đoàn an ninh tư nhân đang thăm chiến ở Ukraine, Prigozhin ngày 11 tháng 6 cho biết lính đánh thuê của ông sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.
Hôm 10 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho tất cả quân tình nguyện ký hợp đồng vào cuối tháng này. Động thái được cho là nhằm tăng hiệu quả của lực lượng Nga. Bộ này không đề cập cụ thể tới Wagner, song truyền thông Nga nhận định đây là nỗ lực của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhằm kiểm soát Wagner. Phản ứng trước tuyên bố trên, lãnh đạo Wagner cho hay lực lượng này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Nga, song cơ cấu hoạt động hiệu quả của lực lượng này sẽ bị tổn hại nếu phải báo cáo với Bộ trưởng Shoigu. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut kéo dài nhiều tháng. Sau khi giành được Bakhmut, lực lượng này đã rút khỏi thành phố và bàn giao vị trí cho lực lượng chính quy Nga. Thưa quý vị, các cuộc đụng độ dữ dội và hỏa lực pháo binh đã nổ ra trên khắp thủ đô Khartoum của Sudan vào hôm 11 tháng 6. Không kích diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn 24 giờ ở đây kết thúc. Lệnh ngừng bắn 24 giờ đã mang lại một thời gian tạm lắng ngắn sau 8 tuần giao tranh ở Sudan giữa các phe quân sự đối địch. Ngay sau khi hết lệnh ngừng bắn, hết hạn vào lúc 6 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 4 giờ theo giờ GMT, nhiều vụ đụng độ và nã pháo lại tiếp tục ở phía bắc thành phố Omdurman cũng như khu vực phía nam và trung thủ đô Khartoum. Ả Rập Xê Út và Mỹ, hai bên trung gian cho lệnh ngừng bắn, đã lên án các cuộc giao tranh ngay sau lệnh ngừng bắn. Cuộc xung đột nổ ra tại Sudan từ tháng 4 đã khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và hơn 1,9 triệu người phải đi sơ tán, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn có nguy cơ lan rộng khắp khu vực đầy bất ổn này. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, giới chức Mỹ cho biết hỏa hoạn do một chiếc ô tô cháy dưới cầu đã khiến một phần cầu vượt trên tuyến xa lộ liên bang 95, I-95 tại bang Philadelphia bị sập. Theo nhà chức trách bang Philadelphia, vụ sập đã khiến 4 làn đường lưu thông dọc theo đoạn trên cao của tuyến đường cao tốc tấp nập này bị gián đoạn. Không có báo cáo về thương vong nào trong vụ việc. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam này là một trong những tuyến đường đông đúc nhất tại Mỹ, nối bang Maine với bang Florida và các thành phố lớn dọc theo bờ đông. Giới chức bang cho biết cả hai hướng của tuyến đường cao tốc trong phạm vi khu vực bang Florida hiện vẫn đang bị phong tỏa. Theo văn phòng quản lý khẩn cấp của thành phố Philadelphia, thành phố lo ngại về tác động tiềm ẩn của vụ tai nạn đối với môi trường do vụ sập cầu diễn ra ở gần sông Delaware. Các nỗ lực phục hồi có thể sẽ mất nhiều thời gian. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6 tại Trung Quốc đã có trận mưa đá với hạt mưa có đường kính lên tới 5cm ở miền Trung nước này, khiến nhiều nơi bị mất điện. Ghi nhận ở tỉnh Giang Tô, mưa đá xuất hiện ở nhiều huyện, nhiều tỉnh khác cũng có mưa xối xả. Đường dây điện ở một thị trấn thuộc tỉnh Giang Tô bị sét đánh, gây mất điện cho 150 hộ gia đình. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục được diễn ra cho đến ngày 14 tháng 6. Trước đó, vào hồi tháng 8 năm 2022, mưa đá to bằng quả trứng gà từng xảy ra ở huyện Thiên Tấn, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, khiến 25 người bị thương, làm hỏng hàng trăm phương tiện xe cộ. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdullah bin Salman nhấn mạnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đang nỗ lực chống lại những bất chắc trên thị trường dầu mỏ, vốn đang hoạt động trái với các nguyên tắc cơ bản và buộc các nhà sản xuất dầu phải có biện pháp phòng ngừa. Trước đó, hôm 4 tháng 6, OPEC cộng quyết định sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện đến cuối năm 2024, giữa lúc những lo ngại về đà suy giảm tăng trưởng kinh tế đang ảnh hưởng tới triển vọng nhu cầu dầu thô. Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho hay nước này sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 1 triệu thùng một ngày vào tháng 7 năm 2023 và động thái này có thể được gia hạn nếu cần thiết. Giá dầu thô đang có xu hướng suy giảm mặc dù cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay nhờ sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc.